gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Nói đến hải sản thì chắc hẳn mọi người đều biết đây là một nguyên liệu rất là nhiều dinh dưỡng và được chế biến rất nhiều món ăn. Và nguyên liệu này thì cũng thường được sử dụng trong các buổi liên hoan hay là các buổi cùng với cả gia đình và bạn bè. Và ngày hôm nay thì Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cái món ăn được chế biến từ hải sản, một gợi ý để cho quý vị và các bạn có thể tự chế biến tại nhà để liên hoan cùng với gia đình và cũng như bạn bè. Và đó là những cái món ăn gì được chế biến từ nguyên liệu nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cả bạn Nguyễn Văn Trường. Và ngày hôm nay thì Trường sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn món ăn được chế biến từ nguyên liệu nào? Chủ yếu là nhà hàng chế biến từ nguyên liệu là cua. Thức ăn rất giàu chất đạm, tốt cho sức khỏe. Đấy. Thì ngày hôm nay bạn sẽ lựa chọn là cua là cái món chính đúng không ạ? Thì mình sẽ chế biến món gì là để từ cua ạ? Hôm nay Trường sẽ giới thiệu mình là ba món cua chính. Cái thứ nhất là cua sốt Singapore. Cái thứ hai là cua sốt trứng muối. Và cái món thứ ba là lẩu cua nước ép hoa quả. Có nghĩa là có thể là khi mà mình cùng một buổi liên hoan đúng không ạ? Nếu mà sử dụng chỉ một món cua thôi thì nó sẽ bị nhàm chán. Và trong cách ngày hôm nay thì Trường sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn ba cái món được chế biến từ cua để cho mọi người có thể lựa chọn để có thể chế biến và cùng thưởng thức với cả gia đình đúng không ạ? Nói về cua nhất, đầu tiên thì cái món cua mà để sử dụng để chế biến vào các món ăn như mà Trường vừa giới thiệu ấy, thì mình sẽ lựa chọn cua như thế nào và sử dụng cua như thế nào thì nó sẽ được ngon ạ? Mình sẽ chọn đối với cua thịt, mình chọn con cua, thứ nhất là nó to, cái thứ hai là khi mình ấn vào cái thịt này, nó cứng cáp, nó chắc, hai cái càng thì nó to, thì mấy con cua này thật sự là nó rất đầy thịt. Tức là với người nào mà muốn chọn cua thịt đấy ạ, thế còn cua trứng thì sao ạ? Nếu cua trứng thì mình để ý ở dưới đây, nó có cái khoang thế này, đấy. Là khi còn một con cua như vậy là nó đang đầy trứng. Tức là khi mà mình ấn vào cái mai này là nó cũng phải dày đúng không ạ? Và khi mà mình thấy tách thì cua này trong này là có thấy gạch đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang những cái nguyên liệu để chế biến ba món cua mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu nhé. Thì Trường có thể giới thiệu nguyên liệu nhỉ? Nguyên liệu mình nghĩa là chỉ đơn giản là mì chính, hạt nêm, tỏi, ớt, nước mắm với trứng muối. Đây là cái gì ạ? Cái này là sốt xin. Cái này là sốt xin. Trứng muối này là mình phải đánh ra hả bạn? Mình trứng muối mình hấp lên xong mình đánh, mình bỏ gia vị vào. Tức là sau khi mà hấp xong này, mình đánh và mình cũng phải cho nước vào để mình nấu thì mới ra được hỗn hợp này đúng không? Mình sử dụng táo, lê với cà chua với dứa mình ép, mình lấy nước lẩu. Để cho nó vừa có vị thơm mà vị ngọt đúng không ạ? Rồi. Vậy bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm món gì trước hả bạn? Trước mình giới thiệu cái nhà hàng, món đặc trưng của nhà hàng mình trước là cua sốt Singapore. Trước khi mình làm chế biến món thì con cua mình phải chơi sơ chế trước cho nó sạch, tại vì con cua nó ở sống ở vùng đất bùn nên mình phải làm sạch nó trước. Đấy, mình tách nó ra xong là mình rửa sạch đấy. Và mình sẽ tách con cua ra làm mấy phần ạ? Mình sẽ tách con cua ra làm hai phần. Đây, mỗi con cua thì hai phần đây. Và mình sẽ giữ lại cái mai đúng không ạ? Đúng rồi. Để thứ nhất là gạch thì mình cũng có thể chế ăn được. Và thứ hai là khi mà mình trình bày thì nó cũng sẽ đẹp. Trước khi mình chế biến con món cua này á, là con cua mình phải chiên nó qua dầu cho nó vàng lên. Cái thứ nhất, cái thứ hai cho thịt nó săn lại. Thì sau đó mình làm sốt thì nó mới ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là mình với cái món cua sốt sinh cũng như là món cua răng muối thì là đều phải chiên hết hả bạn? Đúng rồi. Mình phải chiên nó qua cho nó thịt nó săn lại. Cua mình sơ chế xong mình chiên vàng như thế này. Đầu mình chuẩn bị nguyên liệu để mình làm cái món cua sốt sinh. Tỏi thơm xong mình cho sốt vào. Hai muỗng sốt. Cái sốt sinh này là được làm từ cái gì đấy hả bạn? Sốt sinh này nó cũng gia vị tổng hợp những cái hải sản giống như là tương ớt với một số hải sản. Xay nhỏ ra đúng không ạ? Cái sốt sinh này thì mình có thể mua sẵn ở ngoài thị trường, nó cũng có một cái sốt đóng sẵn như thế này. Đúng rồi, xong mình cho cua vào. Rồi. Mình trộn đều cho cua nó thấm sốt.
xong mình cho nước một ít nước dùng vào. Khi mình cho cua vào mình đun tầm 5 đến 7 phút cái cua nó thấm gia vị cái sốt vào. Rồi xong mình vớt con cua ra đĩa. Rồi. Phần nước sốt này mình tiếp tục đun hả bạn? À, mình cho một ít lòng trắng trứng vào. Rồi, xong mình kèm với một ít bột năng vào cho lấy độ sệt, mình ăn kèm với bánh bao. Lấy độ sệt và cái lòng trắng thì tạo độ vân để nhìn cho nó hấp dẫn hơn đúng không ạ? Rồi. Sốt mình sau khi đun cua thì nó cũng cái độ sánh của trứng với rồi. Cái một ít bột năng vào cũng có độ sệt. Sau đây là mình rưới lên con cua. Rồi, như vậy là món cua sốt xinh của chúng ta đã xong rồi đúng không ạ? Nhìn rất là hấp dẫn, cái vân của lòng trắng đã nổi lên và nước sốt của cháu rất là sền sệt. Và bây giờ chúng ta tạm mà gác món cua sốt xinh thì sang một bên và tiếp tục với món cua sốt trứng muối. Món thứ hai của mà mình chế biến này là cái món cua sốt trứng muối. Món này cũng rất là hấp dẫn. Hấp dẫn đúng không? Cũng rất là gọi là với cái món cua xinh kia thì nó hơi cay, thì với món này thì nó lại mang hương vị rất là hấp dẫn với các em bé đúng không ạ? Với món cua này thì vừa rồi mình cũng đã chiên rồi, thì mình sẽ bắt đầu để nấu sốt thôi ạ. Mình cho một ít tỏi với một ít ớt vào. Một chút ớt xay. Mình cho một ít trứng muối mình đã hấp chín mình. Mình sẽ cho khoảng bao nhiêu ạ? Tầm 3 thìa. Rồi. Xong mình cho cua vào. Mình đun tầm 5 tới 7 phút thì cho cái cua này nó thấm vào, cua nó thấm trứng muối vào, rồi coi như món ăn mình cũng đã hoàn thành. Cái này thì không cần phải cho bột vào để cho nó sền sệt hả bạn? Không, cái trứng muối nó cũng có cái độ sệt, cũng không cần cho bột vào. Rồi, như vậy là đã xong rồi. Sau khi ra đĩa thì cuối cùng mình sẽ rội cái nước sốt lên đúng không ạ? Mình rội một ít nước sốt lên con cua nhìn cho nó hấp dẫn. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang món cuối cùng, đó là món lẩu cua nước hoa quả. Tiếp theo mình cái món chính của mình đó là lẩu cua của nước ép hoa quả. Mà cái nguyên liệu chính là cái nước ép từ những loại trái cây tươi, lấy thành phần ngọt tự nhiên, nó không sử dụng mì chính. Ở đây thì mình sẽ sử dụng táo, lê, cà chua và dứa. Những cái hoa quả và tạo độ ngọt và độ thơm. Sau khi mà chúng ta đã xay đủ hỗn hợp hoa quả này, lê, táo, cà chua và dứa đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chế biến nồi nước dùng. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước nước. Nồi nước lã bình thường mà đun sôi lên. Rồi. Sau đó mình lấy cái nước ép này mình lọc lại. Khi mình lọc xong thì mình bỏ cái bã của hoa quả là lại. Kế tiếp là mình cho vào một ít nước mắm và một ít hạt nêm. Độ chua thì mình có cần phải bổ sung thêm cái gì không bạn? Không, độ chua mình không cần thêm, tại vì
táo, lê, cà chua nó có cái độ chua ngọt tự nhiên. Cả dứa nữa đúng không ạ? Cả dứa. Sau khi cái nước dùng mình sôi, mình cho cua vào. Sau khi mình cho cua vào thì mình lại nắp tầm 5 phút cho con cua nó chín. Là sau khi mà chúng ta cho cua vào thì chờ khoảng 4-5 phút thì cua sẽ chín và lúc đó chúng ta sẽ thưởng thức được đúng không ạ? Vâng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ra bàn để cùng trò chuyện kỹ hơn về ba cái món cua mà hôm nay chúng ta chế biến nhé. Tìm hiểu xem là khi chúng ta thưởng thức thì những cái món cua đó nó sẽ mang lại hương vị như thế nào. Như vậy là sau thời gian chế biến thì ba món cua của chúng ta đã lên bàn rồi. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là bạn Mỹ Phương, là quản lý của nhà hàng Queen Crab. Trước tiên thì mình sẽ nói về món cua xuất sinh nhé. Nhìn rất là hấp dẫn rồi, nước sốt rất là sền sệt này, màu đỏ của cua. Vậy khi mà thưởng thức thì cái hương vị đặc trưng nào nó sẽ nổi lên? Khi mà ăn thì có cảm giác vị rất là thơm, thơm của tỏi và cay cay của ớt. Thì cái vị cay này thì nó có một đặc điểm là nó không bị cay gắt, cay rất là dễ chịu. Nếu như mà khách mà ăn được cay thì cảm giác rất là bị nghiện cái món này. Đấy là nước sốt, thế còn cái thịt cua thì sao, khi mà chúng ta thưởng thức thì nó sẽ có vị như thế nào? Vị cua ở bên trong là vẫn giữ được cái vị ngọt của cua, cộng với lại sốt của bên ngoài thì không bị ảnh hưởng nhiều đến cái vị được khác biệt của cua lắm. Chúng ta sẽ chuyển sang món cua sốt trứng muối nhé. Nếu mà ở vị cua sốt sinh thì có vị đỏ, thì với cua sốt trứng muối thì làm vị vàng, nhìn rất là đẹp mắt này. Vậy cái hương vị mà khi chúng ta thưởng thức sốt trứng muối nó có khác với cả sốt sinh không ạ? Cái cua sốt trứng muối này đặc điểm đấy là rất là thơm, thơm vị thơm của bơ. Sau đó kết hợp với trứng muối ra thì nó ngậy ngậy, hơi béo, hơi bùi bùi. Thì cái vị nó khác hoàn toàn với sốt sinh. Chúng ta sẽ ăn kèm với gì ạ? Vì là cái sốt này chúng ta nó hơi bùi bùi, ngậy ngậy rồi, nên bánh mì nó sẽ chấm ra, cảm giác cái vị nó được đều hơn, quyện hơn. Và món cuối cùng đó là món lẩu cua hoa quả. Thật ra với cái món lẩu cua này thì cũng có rất là nhiều cách chế biến với nhau. Tuy nhiên được thấy cái điểm khác biệt ở đây chính là mình sử dụng chính cái hoa quả và không sử dụng nhiều gia vị. Vậy khi thưởng thức thì nó có cái hương vị khác biệt như thế nào? Cái lẩu này thì là được ép từ rất nhiều loại trái cây theo mùa, trái cây tươi thể hiện được cái độ thanh mát nguyên chất của hoa quả, kết hợp với cái cuốn cua biển thì vào thì nó tạo ra cái vị là không cần phải sử dụng nhiều quá đến cái chất cái gia vị phụ gia bên ngoài, nó vừa đảm bảo được độ ngọt thanh mát của hoa quả và đảm bảo được cái vị vừa của cua. Mình sẽ ăn kèm với cả rau cũng như là miến đúng không ạ? Ba món ăn được chế biến từ cua rất là hấp dẫn, cua sốt sinh này, cua sốt trứng muối và món lẩu cua này nữa thì rất là phù hợp trong các buổi liên hoan cũng như là các buổi gọi là bên gia đình. Hôm nay thì rất là cảm ơn bạn nhà trường cũng như là bạn Phương đã có những cái chia sẻ cũng như cái thông tin đến cho khán giả Ngon và Lành, để ngoài những cái cách mà để chế biến món ăn ngon ra thì còn những cái cách lựa chọn làm sao để cua được tươi này, cộng thêm là những cái công thức để ăn để cho đảm bảo vừa sức khỏe cũng như là ngon miệng. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phương và chúc quý vị và các bạn ngon miệng và bên gia đình với cả những món cua rất là ngon như thế này.